Lời nói đầu tiên Nguyên xin được gửi lời chào đến cô chú anh chị em mình ha. Thì hôm nay Nguyên sẽ quay một số cái cây mai gốc có cái gốc lớn và cái gốc đẹp của bên Nguyên cho cô chú anh chị em mình xem. Thì đây là một cái cây đầu tiên, là một cái gì đây, là lý do vì sao mà Nguyên phải ghép những cái gốc thọ hương ra. Thì theo mình á, thì ở trên thị trường rất là nhiều giống, nhưng mà mình thấy cúc thọ hương thì nó cũng có cái nét đẹp của nó và cái bông nở chùm thì khá là đẹp luôn, nở bông khá là đẹp mọi người. Cho nên là cái giống cũng mặc dù rất là cũ nhưng mà cho tới hiện nay thì dẫn được nhiều anh em mà nhà vườn ghép và cũng như là nhiều được nhiều anh em chơi, tại vì thứ nhất là mặt bông và thứ hai là cái độ lớn của nó, phát triển của nó rất là mạnh đó. Thì ở đây là đầu tiên là một cái cây mai ghép cúc thọ hương nè mọi người, mới ghép đóng thân. Thì cây mai này hoành cũng khá là to nha cô chú anh chị em mình sang người dông. Thì cái mọi người coi cái bàn tay của Nguyên nè, thấy không, khá là to luôn mọi người. Cái này mình cũng sưu tầm ở trong người dân luôn, thì mình đã tắn lên tầm khoảng chừng 20. Thì nữa mở cái này ra thì bắt đầu nó sẽ lộ ra một cái bộ rễ nữa, cao khoảng tầm thêm 20 nữa ha mọi người, từ đây tới đây tầm khoảng 40 đó, thì nó rất là đẹp luôn. Thì ở đây là mình ghép đóng thân, tại vì trong tự nhiên nó mọc thì nó không có nhánh, hồi nhỏ thì lớn lên nó không có nhánh nha mọi người, cho nên là mình phải ghép để mình tạo cái chi cành cho nó. Thì cái cây này là tết là có bông luôn nè mọi người, mới vừa ghép cũng khoảng vài tháng đây nè. Giờ cái tượng tầng này nè, ủa cái tượng hình những cái bông này nè, mặc dù nó tầm khoảng 20 thôi đây nè. Thì mấy anh em có ghép có gặp giống như Nguyên không, trường hợp mới ghép ra thì nó sẽ bị như này nè mọi người. Không phải là vấn đề đây là nó thiếu chắc, mà nó lý do là tại vì mới ghép thường thường nó sẽ gặp cái tình trạng như này nè, lá nó sẽ bị sụt dưa và nó sẽ phục hồi lại ha. Này với tưới dưỡng rễ mọi người, và cái humic, những cái loại humic mà nó có cái mà hữu cơ đó. Đây thì đây là cái lá mình cũng đã ép lại cây này, lúc đó nó còn yếu nè, bây giờ nó phát triển mạnh này, rất là mừng nha. Đó, đây là những cái nhánh chính của cây đây nữa nè mọi người. Rồi thì cây mai này rất là to và đang trên quá trình nuôi để mà nó hoàn thiện hơn. Thì tiếp theo đó nó là một cái cây mai mà bên Nguyên cũng khá là tâm đắc nè mọi người. Nó thì ghép cũng tầm để rồi 5-6 tháng 7-8 tháng gì rồi, bây giờ cây đang nè. Lúc đầu thì nó cũng như cái cây Nguyên mới vừa quay, nhưng mà bây giờ nó đã ra nè mọi người. Đó, rất là tuyệt vời nè mọi người, thấy không? Thì cái này thì mình đang trên quá trình mình nuôi nó thôi. Đó, đang trên quá trình nuôi rồi uống. Thì đây là những cái mai mà này nè, bộ đế nè mọi người, nôm khá là to ha, hoành này 4 mấy. Nè mọi người, đó. Đây nè, coi cái bàn tay của Nguyên nào sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem. Đó, đây là những cái mai gốc lớn của Nguyên ha. Thì cái này ép trong cái chậu năm cô chú anh chị em mình là ra lá nè, rất là tuyệt vời, xum xây đó. Rồi mình sẽ tiến hành mình quay từ từ để cho cô chú anh chị em mình xem ha. Ở đây nữa nè, nè thì cái này là đang trong quá trình uống, và cái cúc thọ hương này mình nó lớn rất là mau mọi người. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình quay 3 cây 4 cây cô chú anh chị mình xem ha, toàn bộ ghép cúc thọ hương. Đây là cái lý do vì sao mà Nguyên ghép ra trở lại gốc cúc thọ hương. Lúc trước thì mình không có làm cúc thọ hương, nhưng mà bây giờ mình làm mà cô chú anh chị mình đó. Cái phần để cây này, thì cây này cây là cái cây cái khai thác về và ghép mà mọi người nữa. Coi cái bộ để của cây nè, thấy không, nùm nùm. Thì này, khi mà cây nó ổn định rồi tầm 1-2 năm thì mình sẽ đôn lên để nó đẹp hơn nữa ha. Ồ, cao cũng khoảng chầm 1m1, 1m2 vậy thôi. Cây này về có thể là chưng tết được rồi, nhưng mà nó không có sai, tại vì mới nó còn non mùa, qua mùa năm sau nó ok hơn ha. Rồi thì để tiếp tục gửi đến cô chú anh chị em và những người đam mê mai một cái tác phẩm nữa, một cái cây mai nữa, hình thú dáng nằm lùng lực ha mọi người nọ. Thì cây này cao khoảng hoành chắc cỡ 45-46 gì đó, đòn như thế mà đòn ngay chỗ này là chắc cỡ 46-47 mọi người ha, rất là nở rất là to luôn nè. Đó thì nó nằm trong cái chậu sáo một khối luôn mọi người, nó rất là đẹp luôn nếu mà nhìn ngang như thế này nè nữa mọi người. Thì mình sẽ tiến hành mình quay để cho cô chú anh chị em mình xem. Đó, đây nè mọi người, thì cây mai này nó cũng đang trong quá trình hoàn thiện, và nó hôm gà mình cũng đã nuôi cũng này ghép thì trước cái cây này chắc này chắc cũng khoảng gần 1 năm rồi mọi người. Ồ đây nè, thế mọi người, thì ở đây là cho nên nó hơi hạt, mình sẽ tiến hành quay từ từ cho cô chú anh chị mình xem. Dáng thì nó hơi nằm nè, lùng lực cao lên thì mất dây. Nếu mà đến cái điểm ngọn đang nuôi nè mọi người, thì nó đang nở cái bông, mình sẽ quay cho mọi người xem này. Cái này tầm khoảng 70 cm. Ở đây
Đây là cái lý do mà Nguyên tiến hành Nguyên nhân giống và ghép ra. Thì trong quá trình mình làm cây giống nào ok thì mình sẽ làm thôi. Nói chung là giống nào đẹp thì mình làm thôi mọi người, chứ không phải là giống mới giống cũ ha. Thì nói chung anh em chơi thì chơi vô cái bông nó đây nè. Thì đây là cái giống cúc thọ hương đó mọi người. Thì đặc điểm tại sao mà Nguyên nói Nguyên ghép này ra, tại vì á mọi người, cái mọi người nhìn cái cánh nè, đối với cái dòng cúc á mà nó cánh nó mà thẳng nè ha, thì nó rất là tuyệt vời ha. Đó mọi người, và nó thơm. Đây cánh thì nó nhỏ, nhỏ li ti đó, nó nhỏ hơn so với mấy cái dòng khác, nhưng mà được cái là nó thẳng và nó đều và nó xếp thẳng hàng với nhau thành một cái mà form hoa rất là đẹp luôn đó mọi người. Thì hiện tại mình cũng đang ghép ra rất là nhiều luôn, mình ghép những cây mai lớn luôn ha mọi người. Đó, đây là cái lý do tại sao mà Nguyên ghép ra. Thì cây mai này cũng đang nuôi nè, già ở chơi mọi người, thúc cho nó già. Thì cái này nếu mà chơi tết thì mình sẽ tưới 60-30 ha, 60-30 để cho nó nuôi nụ. 60-30 thì cũng tuyệt vời cô chú anh chị em mình, cộng với những cái loại mà hữu cơ rồi ha, hoặc là cái thêm nếu mà cơ có điều kiện chúng ta mua cái 13046 tưới trong cái giai đoạn cuối năm. Đó mọi người, thì đây nè, nhìn mà ngang một bệ nè, thấy không, rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị em mình. Đó, thì cái này nè, coi cái Nguyên đưa cái tay vào nó bự như thế nào ha mọi người. Nó đây nè, đây là cái phần giống như là một cái đùi của một cái con ếch vậy nè mọi người. Đó, cây thì nói chung nhìn nè rất là lực già. Đó rồi, ngắm lại cái mặt bông lần nữa ha cô chú anh chị em mình. À, khá là đẹp ha, quá đẹp luôn mọi người ơi. Thì hiện tại rất là nhiều, nói chung nhiều giống quá mọi người. Rồi tiếp tục ngắm theo một cái cây mai ở đây. Rồi hơn thì mình ghép ra cũng khá là nhiều đây nè mọi người. Và có một cái cây mai mà mình đóng vô thân nữa nè. Đó mọi người, thì lúc đầu nó thiếu nè, bây giờ Nguyên đã đóng vô nè mọi người. Thì cây mai này là cây mai ghép cúc thọ hương. Đó, đang nuôi nữa nè. Đó, rồi nè mọi người, coi một cái nè, thấy không? Thì đậu trái luôn rồi nè, cúc thọ hương mà cánh nè vẫn còn nằm ở trên cái hoa nữa nè. Đó, thì cái này cũng vậy nữa nè, vẫn còn nằm trên cái hoa luôn. Thì cái giống này nói chung phát triển rất là khỏe, mau lớn nha mọi người. Nếu anh em mà chơi thì nó giống, tại vì nó cũ thôi chứ ghép vô cây lớn đâu, nó rất là tuyệt vời ha. Đó, đó là một số cái mà kinh nghiệm Nguyên muốn chia sẻ ở đây. Nên là đây là một cái mai mini của Nguyên nè, chơi nè mọi người. Cái này ghép giống cúc lá gí ha. Đó mọi người, để nhỏ nhỏ để bàn. Nếu mà cái này thì rất là tuyệt vời luôn, để nhỏ nhỏ thôi, 1-2 bông, 3 bông để trên bàn trà đều là ok ha cô chú anh chị em mình. Đó, rất là cao. Thì đây là toàn bộ đây những cái mai ha mà ghép cúc thọ hương. Tại vì cái giống nó khá là đẹp nha cô chú anh chị em mình. Đó, nhìn lại một số cái cây mai này nó, thì mặc dù là giống nó sung nè, và cái hai mau lớn, và cái thứ ba nó là bông nó đẹp nữa. Tại sao mà chúng ta không chọn, chúng ta lại mà chúng ta chơi ha. Rồi, đây là những cây mai lớn ha.